Bữa nay tôi cảm thấy rất là vui vẻ, xúc động. Tại vì một người vô danh tiểu tốt như tôi mà lại thấy trên tìm kiếm là chị Đào, chủ của Khế Thúi. Và bữa nay tôi sẽ dẫn mọi người đi tham quan những khu vực chỉ dành riêng cho bé mà ở nhà tôi xây. Chỉ riêng cho bé thôi nha, có cả miễu chó, miễu mèo và cái tháp ở nhà luôn. Đây không phải cái miễu gì hết mà là cái tâm xây chơi để dành uống trà đàm đạo, có sách vở để đọc. Còn cái hình trên đó là hình của Đức Quỳnh giáo chủ, còn ở trên là để hình Phật. Có nhiều bạn nói cái miễu mèo mà thờ cúng nó bậy bạ quỷ ma đồ đó. Người lương thiện là không có sợ ma quỷ gì hết nha mấy bạn. Mà thí dụ có ma có quỷ mình cũng chẳng sợ nữa. Nếu có thì mình phải coi lại cái tâm của mình, nếu mình coi là mình quá yếu hay sao mà bị ma quỷ nó nhát hay nó làm gì đó. Nhưng mà còn nhiều trường hợp đặc biệt khác thì mình không biết nha. Nói chung là mình cũng không gành về vấn đề này, chỉ nói theo cá nhân của mình thôi. Các bạn hỏi tôi lấy cái nguồn cảm hứng từ đâu mà xây miễu mèo. Tôi chưa có thấy người nào xây miễu mèo hết trơn á. Tôi không biết những người khác sao chứ bản thân tôi chưa từng thấy người nào xây. Mình tự xây ên thôi, không có người nào mà để mà cho tôi phải bắt chước hết. Mà nếu như người đó tạo cái nguồn cảm hứng cho mình bắt chước làm theo thì chắc chắn mình sẽ rất ngưỡng mộ. Nhưng mà tôi chưa thấy người nào để mà cho tôi học theo hết trơn. Còn đây là cái khu vực dành cho những con chó. Nuôi 7 con chó con, chó cỏ, nhưng mà nó chết hết trơn, chỉ còn duy nhất một con thôi. Xây nguyên một cái sân rồi hai cái nhà riêng cho tụi nó mà còn có một con một hả? Chán ghê không? Chính vì cái cảnh không có vui vẻ gì cho nên tôi ít có đăng lên mạng xã hội. Còn bây giờ là cái phần hấp dẫn nhất nè. Mọi người muốn nhìn thấy dung mạo của chị Đào chủ Khế Thúi đúng không? Có thấy người bận áo sọc cargo đội nón trắng không? Tôi đó. Giơ tay chào mọi người nè. Thấy rõ chưa? Nói nào ngay, mình cũng như người này, mình cũng làm ô xin cho tụi nó. Người này thì dọn giường dọn cỏ phụ mình trả tiền cho họ. Nói chung cũng ô xin như nhau. Dung mạo không có quan trọng đâu. Mình phải xác định là mình lăn xê cho những con vật khổ sở này hay mình lăn xê cho bản thân của mình. Nói chung tôi chưa có hứng thú để xô mặt. Còn đây là cái khu vực của gấu vàng. À, fan Khế Thúi biết rồi đúng không? Khỏi phải nói nhiều ha. Còn những bạn mới thì nói sơ sơ. Bé chó này ở tại lò mổ, cha mẹ sống ở lò mổ. Khi được người ta cứu về rồi đưa cho nhà tôi hai con, coi như nhận giùm ta hai con để nuôi. Ai về đẻ ra có mình con này. Mà có thể cha mẹ nó bị khủng hoảng á. Lúc mà lọt cái con này ra là thằng cha cắn một cái lỗ đầu. Là từ đó không gần cha, không gần mẹ. Đi chỉ cái đầu rồi. Rồi hồi nhỏ bị lỗ đầu, cái thẹo ngay đầu thấy không? Mà khi chị bệnh xong đem về mẹ, mẹ nó cắn nó tiếp. Cái số con này đúng là số nhỏ. Nó tên là gấu vàng. Đã không có gần cha mẹ từ thời nhỏ xíu rồi. Không có uống sữa mẹ luôn, đút sữa bình. Để lỗ cái đầu hồi còn nhỏ xíu đâu có sữa mẹ gì đâu. Rồi khi đem về đây ở chung với mấy con chó con, chó con cắn nó tiếp. Có thể là cha mẹ đều ở lò mổ được cứu về rồi đẻ tại đây nè. Rồi kiểu như nó có sát khí ở trong lò mổ. Con chó nào cũng ghét nó hết trơn. Có con bưởi là không ghét nó thôi. Nói chung con gấu vàng là nó sống cô độc. Mà từ khi đưa nó về cái tháp. À đây là khu vực tháp thờ ông bà ở tại nhà tôi. Nó canh giữ cái tháp này, bắt đầu nó mập mạp, nó thoải mái hẳn ra. Mỗi khi dắt bưởi qua đây chơi nó mừng lắm. Nhưng con bưởi là nó sống quen ở ngoài chợ rồi, với lông của nó dài. À con bưởi là con chó kiển đầu tiên mà tôi nuôi luôn á. Người ta cho, đó bạn nó tặng quà cái cho con chó đó rồi lỡ nuôi luôn. Chứ mình nuôi chó ta mèo ta không à. Rồi còn đây, cái nhà này xây riêng cho gấu vàng. Để tôi mở cửa cho mọi người đón cái nhà này có nhiêu tiền ha. Đây là thiết kế và ý tưởng của má tôi. Ồ, nguyên cái nhà có thể văng võng nằm ngủ được luôn. Nếu muốn vô chơi chung với nó. Nhưng mà nằm ở đây hầm thiệt á. Mùa đông lạnh lạnh thì nằm được mà mùa hầm quá khó chịu lắm. Vô dậm thoải mái. Ở trên này để nhăn mũi. Trời ơi tối ở đây mũi nó dã man khủng bố lắm. Không có nhăn mũi là chịu không có nổi đâu. Nó có cửa trước, cửa sau đầy đủ. Một mình con gấu vàng ở. Sạch sẽ không? Nhà cửa sau nè. Có nhà của chó là chó phải có lỗ thoát hiểm đàng hoàng. Chỉ giá 10 triệu. Mà tôi không nhớ 10 triệu hay là mười mấy triệu tôi quên này. Coi lại trên YouTube. Cũng không có nhớ đâu. Xây quá trời xây làm sao mà nhớ hết giá được. Còn đây, cái tháp thờ ông bà tổ tiên là đúng như mọi người nói nè. Chỗ thờ phụng nè. Còn cái miễu dành cho mèo, mình để kiểu như mình tưởng nhớ tụi nó. Đông quá trời đông, không biết là tụi nó có nhà ở hay không. Thì mình cố tình mình xây coi như kỷ niệm thôi. Chứ thờ cúng hàng ngày là không có. Khi nào mình nhớ thì mình cắm cho nó một cây nhang, hay là để cho nó miếng bánh đồ ăn vậy thôi. Chứ không có nhất thiết mà phải ngày nào cũng làm nghi thức này nọ đâu. Tôi nghe nói mấy người mà chơi ngải hay là nuôi này kia á, mà thờ phụng cho nó kiểu như cầu cho nó cho mình cái gì á, khi mình được rồi mà ngày nào không cho nó ăn là ngày đó nó phá mình. Tôi không có chơi. Nói chung mình không có đánh giá được cái đó là tốt hay xấu, tại mình không có biết tính chất cái đó là cái gì. Tà đạo hay chánh đạo mình cũng không biết. Mà nhiều khi mình tự tin vô bản thân mình chánh đạo quá, mình đi chê người ta tà đạo thì mình cũng đã tà đạo rồi, do đó mình sẽ không có xen vô mấy vấn đề đó nha. Nói chung còn chuyện mà núi này núi kia để cho phù hộ giúp đỡ mình là mình không có chơi. Những cái gì mình làm là giúp ích cho tụi nó và nhớ về kỷ niệm của tụi nó. Có nhiều người nói con mèo ở trong miễu nó không có đầu thai. Trời ơi, nhà tôi ở bên chùa Tân Phước. À, kế bên có đất chùa. Sau này bày con khế mà đi á, thì tôi sẽ lập một cái miễu bên đó cho tụi nó nghe kinh mỗi ngày. Mới đầu tính lập cái tháp, mà thôi cái tháp nhìn nó nổi bật quá chắc làm cái miễu thôi. Nhưng mà chưa biết đâu, tùy hứng. Và cái mục đích cuối cùng là cho tụi nó nghe kinh để tụi nó siêu thoát hết toàn bộ.
chứ cái miểu mèo đâu phải là cho nó ở lại mà nó không có đầu thai, nó vẫn mở kinh tụi nó nghe bình thường mà. Và chôn mèo thiêu mèo thì cũng là một cái biện pháp vệ sinh môi trường thôi. Rồi cái gì mà chôn mà không đầu thai được thì mình cũng không có gần cho lắm, bây giờ mình không có cãi vấn đề này nha. Cái này chỉ là cá nhân quan điểm riêng của tôi thôi, chứ tôi cũng không có kiến thức gì nhiều mà tôi phải chỉ cho ai đâu. Cá nhân mà thích gì làm đó thôi. Nào quý vị coi con gấu vàng nó có cái sấy trên lưng, tất cả là 4 cái sấy nha bà con. Đẻ trong lò mổ mà đẹp quá, đẹp quá làm chi rồi không có con nào ưa hết trơn. Cái đầu có thẹo, kỷ niệm của người cha thân yêu. Chỉ cần tôi đứng ở đây tôi kêu một tiếng thôi là từ ở trong chạy ra mừng liền. Nó khóa vô tháp nằm lắm, không biết nằm ở trong đó nghe ai nói chuyện hay sao mà nằm trong đó hoài mà vui vẻ lắm kìa. Ê quên quên, kể cho người mới nghe nha, người cũ khỏi nghe. Quý vị thấy cái đuôi con này bị cục không? Không phải đuôi cục bẩm sinh đâu, bị chặt cái đuôi đó. Nó sống ở đây bị mũi chích á, cái đuôi bị hoại tử, nó tự cắn cái đuôi nó hoài, vết thương không lành. Thế là kêu bác sĩ Hiếu vô cắt cái đuôi của nó ra. Mà xui một cái bị hoại tử ngay mùa dịch. Lúc đó là phong tỏa đủ chỗ, không có cho bác sĩ ra vô luôn. Muốn ra vô là phải khai báo gạo hay là chở gạo chở thuốc. Rồi bác sĩ Hiếu chơi liều, nó là chở gạo vô cho người thân này nọ rồi vô cắt cái đuôi cho nó đó. Chứ không thôi là kêu bác sĩ là không ai vô được đâu. Coi như bác sĩ Hiếu đã cứu mạng con gấu vàng này đó. Rồi các bạn hỏi sao mà ở nhà nuôi nhiều chó mà không quay chó, toàn quay mèo không vậy? Mấy con mèo tôi nó ghét chó với nó sợ người lạ. Tôi quay chó xong cái tôi quay về nhà mèo, mấy mèo nó sẽ chết. Những gì gây xì chết cho mấy con mèo là không bao giờ tôi làm, mặc dù rất là có lợi cho mình. Quay mấy con chó này sẽ được view cao, được nhiều người để ý. Rồi tôi cho fan hâm mộ qua nhà Khế Thúi chơi thì Khế Thúi sẽ được tặng quà, có quà đẹp. Nhưng tụi nó xì chết thôi, thế là không tiếp khách và không giao tiếp xã hội luôn. Còn đây, cho mọi người coi cái khu vực mèo mà tôi bỏ gian dở nè. Tôi bỏ tiền mướn thợ ra thiết kế xây cho bầy ngựa một chỗ. Ở trong có cái lỗ đúng không? Sống ở bên trong, chui ra ngoài này ăn cỏ đi vệ sinh nè. Nhưng mà không ổn. Bầy ngựa hiện giờ nha, ở trong chuồng ngựa đó. Tại vì tụi nó là mèo hoang, mình đụng không được. Mà ra ở ngoài này đất đá nè, kiểu như có côn trùng này nọ đó, nó bị lở loét. Thế là bỏ luôn cái khu này, rồi xây nguyên cái chuồng ngựa bên kia. Cái khu này chỉ để dành cho con nào mà nó hung dữ, nó biệt lập thì cho nó ở đây thôi. Ở tới cỡ đó. Do đó những gì tôi làm, tôi đăng trên mạng xã hội là tất cả vì tụi này, chứ không phải vì mấy cái view, không phải vì là được người ta ngưỡng mộ mình. Rất là nhiều người đòi qua nhà tôi chơi, tôi từ chối. Giận nha, giận nha mấy bạn. Kiểu như mấy mèo nổi tiếng muốn qua thăm, nhưng qua thăm là mèo xì chết, làm cái gì gây cho mèo xì chết là tôi không làm. Giận cho giận luôn. Nào, tội nghiệp không còn con đứa. Một đứa duy nhất. Người ta đang dọn dẹp làm cỏ, cái mặt non đóng ngồi dòm hoài. Hồi xưa có 7 anh em hùa nhau sủa, giờ đâu ai hùa chung đầu sủa. Quên cái cuối cùng. Nhiều quá không nhớ, thông cảm nha. Và cái cuối cùng là cái miễu chó. Miễu chó do má tôi xây đây. Miễu dành riêng cho chó nha quý vị. Đây. Có hình của một chú chó nữa nè. Và ở đây chó chết rất là nhiều. Đem chó hoang về nuôi đó, chết nhiều quá xây cái miễu luôn. Cũng giống như miễu mèo ở nhà Khế Thúi thôi. Còn con thủ lĩnh. Còn con thủ lĩnh này không biết giống con nào nữa. Mấy bạn nhìn vô có thấy giống chó mèo nào ở nhà mình không? Còn miễu chó tôi không thấy hiện tượng gì xảy ra hết trơn á. Mình cũng ít có ở đây thường. Khu vực nuôi yến này má mình ở. Có thấy giống chó nào của mọi người không? Chừng có lắm đó nha. Rồi coi như tạm xong khu vực dành cho chó nhà tôi á. Còn khu vực khác nữa mà rảnh sẽ quay.